Với tình hình kinh tế ảm đạm, thể hiện rõ ràng nhất qua mức lạm phát đang ngày càng leo thang, có thể nói nhu cầu phát triển thêm một nguồn thu nhập tay trái đang ngày càng trở nên phổ biến đối với người trẻ chúng ta ngày nay. Và trong video hôm nay, mình sẽ chia sẻ năm công việc tay trái có thể làm hoàn toàn online tại nhà đã giúp mình gia tăng thêm thu nhập trong khi vẫn duy trì hiệu quả một công việc văn phòng ở những năm tuổi 20. Và đây đều sẽ là những công việc mình đã làm, đã từng làm và đang thuê chuyên gia làm hộ mình. Và mình sẽ đánh giá theo 4 tiêu chí chính. 1 sẽ là độ khó để bắt đầu, 2 là tiềm năng thu nhập, 3 là tính linh hoạt, và cuối cùng sẽ là mức độ phức tạp để duy trì, đặc biệt là nếu chúng ta còn đang có một công việc chính, một công việc văn phòng. 1. Dạy học online. Đến với công việc tay trái đầu tiên chúng ta sẽ có, đó là dạy học gia sư online. Một công việc đã giúp mình kiếm thêm thu nhập trong thời gian du học thạc sĩ tại Ả Lan, nhưng dần dần nó đã trở thành một công việc tay trái mang lại thu nhập vô cùng ổn định cho mình. Đã có những tháng mình nhận về được thu nhập mức 9 chữ số, cao gần gấp 5 lần so với mức lương văn phòng mình có thời đó khi làm business analyst. Để đánh giá thì về mức độ phức tạp để bắt đầu thì mình sẽ đánh giá ở mức 3/5. Bởi vì dù các bạn có ý định dạy học hay gia sư bất cứ một môn học nào thì chúng ta cũng sẽ đều cần phải học, ôn thi và sở hữu những chứng chỉ chuyên môn như là IELTS, GMAT hay CFA. Chứng chỉ càng thử thách, càng ít người có điểm cao thì thu nhập nhận về của chúng ta sẽ càng hấp dẫn. Chia sẻ cho các bạn một câu chuyện nhỏ về việc dạy GMAT của mình. Thì đối với những bạn nào chưa biết thì đây là một chứng chỉ tư duy logic, tư duy phản biện dành cho những bạn nào muốn đi học thạc sĩ, đặc biệt là những chuyên ngành liên quan đến kinh doanh, kinh tế, truyền thông. Cũng là một yêu cầu đầu vào tại các trường đại học top đầu trên thế giới như là Harvard hay Stanford. Một chứng chỉ tuy không quá trên trời nhưng cũng vô cùng thử thách khi điểm trung bình của phần lớn người thi GMAT chỉ loanh quanh ở mức là 5.7, 5.8. Nhưng để có thể dễ dàng đạt được học bổng hay ứng tuyển vào những trường đại học, chương trình đại học top đầu trên thế giới thì chúng ta sẽ cần phải có mức điểm từ 700 trên 700 trở lên. Ngày ấy thì mình là một sinh viên năm 2, luôn duy trì việc học với mức điểm GPA tốt là 3.6 thì mình đã tin chắc mẩm rằng là mình cũng sáng dạ và thông minh, thì chắc là bản thân có thể ôn thi GMAT nhanh thôi, lấy điểm cao rồi sẽ dễ dàng lấy được học bổng toàn phần để đi du học thạc sĩ. Và rồi thì sau một tháng đèn sách tại nhà và 3 tiếng ngồi phòng thi tại trung tâm thì mình bước ra phòng thi với tâm lý không thể bết bát hơn, bởi vì mình nhận được số điểm là 601/800. Không phải là một mức điểm quá thấp nhưng kém xa mức điểm trung bình để được xét tuyển vào các trường đại học chất lượng. Và đó là khi mà mình nhận ra chẳng có bữa trưa miễn phí nào cả. Lấy học bổng không phải là chuyện dễ dàng, và GMAT là một ngọn núi cao mà mình bắt buộc cần phải rèn luyện bản thân để có thể vượt qua. Và sau đó thì mình ngay lập tức quay lại luyện thi trong 3 tháng tiếp theo. Như lần này thì mình thiết lập một lộ trình học vô cùng rõ ràng. Sáng nghe lý thuyết, chiều làm bài tập và tối thì chữa lỗi sai. Ròng rã mỗi ngày dành ra 3-4 tiếng cho việc học và cắt bỏ gần như mọi thú vui khác, từ cà phê, chơi game hay đi xem phim. Và may mắn là sau 3 tháng, mình bước ra phòng thi với mức điểm là 703/800, lọt top 5% những người thi trên thế giới. Một số điểm không những giúp mình lấy được học bổng 100% Orange Tulip của chính phủ Hà Lan mà còn là tiền đề cho sự nghiệp dạy học, trồng cây của mình về sau này. Thế nên, để nói về mức độ phức tạp để bắt đầu dạy học thì mình sẽ đánh giá là không quá thử thách, nhưng cũng sẽ yêu cầu chúng ta việc thực sự quyết tâm, đầu tư thời gian và công sức. Tuy nhiên, khi thành công thì trái ngọt chúng ta nhận về là tiềm năng thu nhập vô cùng hấp dẫn. Khi dạy học GMAT thì mình nhận được mức lương là 800 cho đến là 1.5 triệu một tiếng. Ngày mà còn chăm chỉ thì mình dạy học mỗi buổi là 2 tiếng, dạy toàn bộ các buổi trong tuần, và riêng thứ bảy chủ nhật thì là dạy 2 buổi liên tiếp, cả sáng cả chiều. Thế nên thì thu nhập từ việc dạy học của mình cũng vô cùng hấp dẫn, luôn duy trì đạt mức từ 70 cho đến 90 triệu trong những tháng cao điểm. Một số giảng viên khác mà mình biết dạy CFA còn có thu nhập từ 2 cho đến 3 triệu đồng cho một giờ giảng dạy. Và dĩ nhiên thì khi kinh nghiệm giảng dạy của chúng ta càng lâu năm và dày dạn thì thu nhập nhận lại cũng sẽ càng tăng cấp tiến. Với ví dụ điển hình nhất là các thầy cô luyện thi đại học có thể kiếm hàng chục cho đến cả 100 triệu đồng cho mỗi mùa mở lò luyện thi cấp tốc. Tiếp theo thì về tính linh hoạt, mình sẽ đánh giá ở mức 3/5 cho sự linh hoạt của công việc này. Mặc dù hoàn toàn thì chúng ta có thể dạy học online, nhưng việc sắp xếp thời gian linh hoạt phù hợp cho cả học sinh lẫn giáo viên thì vẫn sẽ có một chút khó khăn nhất định. Như mình thì cũng đã không có ít ngày chấp nhận việc đánh đổi để có thu nhập là cần phải thức đêm, thức khuya để dạy kèm cho các bạn học viên đang sinh sống tại Mỹ hay là châu Âu. Về độ khó để duy trì thì mình sẽ đánh giá tiêu chí này ở mức 3/5, do chúng ta vẫn cần phải đánh đổi công sức và thời gian để dạy học. Và nếu không khéo léo trong việc cân đối công việc thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào tình trạng quá tải khi vẫn phải dạy học trong khi vẫn sở hữu một công việc văn phòng. 2. Kinh doanh sản phẩm số. Sản phẩm số là những tài nguyên kỹ thuật số như là sách điện tử này, template,
hay là ứng dụng di động mà chúng ta có thể phát triển một lần nhưng có thể bán lại cho hàng trăm người, thậm chí là hàng nghìn người nhờ vào sức mạnh lan tỏa của Internet. Và 2 năm trước, khi mới ngây ngô bước chân vào công việc sáng tạo nội dung thì mình cũng vô cùng choáng ngợp trước tiềm năng và con số có thể gặt hái từ công việc tay trái này. Thật sự thì đã có rất nhiều đồng nghiệp của mình đã thành công với mô hình bán và kinh doanh sản phẩm số này. Như Nathan Berry, CEO của ConvertKit, đã sở hữu doanh thu lên đến nửa triệu đô mỗi năm từ việc bán ebooks, thiết kế website và hướng dẫn viết, xuất bản sách. Hay như Islo, một creator chuyên phát triển các template thiết kế trên Notion, giúp người dùng có thể tăng năng suất trong công việc, thì trong hơn 2 năm rưỡi đã bán được gần 900.000 template, mang lại doanh thu gần 700.000 đô. Để đánh giá về công việc này, xét về mức độ khó, phức tạp để bắt đầu thì mình sẽ đánh giá ở mức 3,5 trên 5. Bởi đây sẽ là giai đoạn yêu cầu chúng ta nhiều sự đầu tư về công sức và sự sáng tạo nhất để phát triển những template và sản phẩm số của chúng ta. Nếu bạn cũng đang hứng thú với việc kinh doanh sản phẩm số thì đây sẽ là lộ trình 5 bước mà bạn có thể tham khảo, cũng là lộ trình mà mình đã sử dụng rất nhiều để phát triển những sản phẩm số của bản thân mình. Bước 1 sẽ là nghiên cứu thị trường và nghiên cứu khách hàng. Chúng ta sẽ cần trả lời cho câu hỏi đâu là tệp khách hàng chính mà chúng ta đang hướng tới để tạo giá trị. Liệu đó có phải là mass market, thị trường đại chúng, nơi mà ai cũng có nhu cầu, có khả năng và mong muốn sử dụng những sản phẩm giá trị của bạn? Hay đó sẽ là một niche market, một thị trường ngạch, nơi sản phẩm của bạn sẽ chỉ tập trung chính vào một nhóm khách hàng riêng, ví dụ như là sinh viên này, trẻ sơ sinh hay là người lớn tuổi. Hoặc đó cũng có thể là một thị trường segmented. Thị trường segmented, một thị trường phân khúc. Ví dụ như ngân hàng có thể phân tách tệp khách hàng của họ dựa trên số dư trong tài khoản. Như những khách hàng có số tài khoản dưới 1 tỷ đồng thì sẽ là những khách hàng phổ thông, từ 1 đến 2 tỷ sẽ là những khách hàng hạng vàng, và trên 2 tỷ tới 5 tỷ, 10 tỷ thì sẽ là những khách hàng hạng kim cương, hạng bạch kim. Mặc dù toàn bộ những phân khúc khách hàng này đều có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng, tuy nhiên mỗi phân khúc thì sẽ có những hoàn cảnh, sẽ có những nhu cầu và sẽ có những vấn đề riêng biệt khác nhau. Và nếu nói đến template xếp đi của mình thì đây sẽ là một sản phẩm mình tạo dựng cho tệp khách hàng Gen Z từ 18 đến 30 và giải quyết một nhu cầu của các bạn là làm cách nào để có thể quản lý chi tiêu, quản lý tài chính cá nhân, đầu tư một cách dễ dàng hơn. Đến bước số 2, chúng ta sẽ cần phải tìm đề xuất giá trị, value propositions. Đây sẽ là khi chúng ta sẽ cần phải trả lời những câu hỏi là sản phẩm của chúng ta mang lại giá trị gì cho khách hàng, chúng ta đang giải quyết vấn đề gì của khách hàng và liệu sản phẩm, dịch vụ của chúng ta có USP, có unique selling point nào không giúp sản phẩm của chúng ta độc đáo và nổi bật trong thị trường. Thông thường thì các USP có thể là sự mới mẻ, nơi mà sản phẩm, dịch vụ của chúng ta có thể tạo ra một phân khúc, một nhu cầu hoàn toàn mới mà khách hàng trước đây không có, như là Apple Watch này hay là Samsung Ring thì đã gần như tạo ra một ngành kinh doanh hoàn toàn mới dành cho các thiết bị công nghệ thông minh cho những khách hàng phổ thông. Tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ có USP là về mặt hiệu suất, nơi mà các nhãn hàng như là Apple này, HP này hay là Samsung sẽ liên tiếp cạnh tranh với nhau để đưa ra được những sản phẩm, những chiếc máy laptop với chip mới hơn này, RAM nhanh hơn, mạnh hơn để cạnh tranh về hiệu suất với nhau. Và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ có cả sự độc đáo về thiết kế được nhìn thấy rất nhiều trong ngành thời trang, cũng như là sự cạnh tranh về mặt giá cả như Vietjet là hãng hàng không tập trung vào phân khúc giá rất rẻ. Còn nếu quay lại câu chuyện của template xếp đi thì đây sẽ là một template mà mình đánh giá là có những tính năng tự động hóa cao này, hay là mức giá cũng khá là rẻ, vân vân và mây mây. Tiếp theo đến bước 3 là khi chúng ta sẽ quyết định kênh phân phối sản phẩm của chúng ta, cũng là cách để chúng ta có thể giao tiếp, tiếp cận khách hàng của chúng ta để mang đến cho họ giá trị, value proposition, sản phẩm của chúng ta đến tay của họ. Và thực chất các kênh phân phối này sẽ đóng rất nhiều vai trò giúp chúng ta, từ việc là giới thiệu sản phẩm của chúng ta đến với người dùng, tiếp theo là diễn giải giúp khách hàng có thể hiểu giá trị, sự độc đáo của sản phẩm chúng ta là gì, tiếp nữa là tạo luồng mua bán, phân phối mang sản phẩm của chúng ta đến tay với người dùng, cũng như những kênh phân phối cũng sẽ là cách để chúng ta có thể hỗ trợ bảo trì cho khách hàng sau khi khách hàng đã mua hàng xong. Phổ biến nhất của các kênh phân phối khi chúng ta kinh doanh sản phẩm số thì sẽ là các website, các kênh mạng xã hội, và bản thân mình ngày xưa thì mình hay dùng các kênh mạng xã hội trên Instagram hay là TikTok. Đến với bước số 4 thì sẽ là thanh toán. Cách làm phổ biến nhất mà mình thường thấy của các bạn thì đấy sẽ là cách thanh toán hoàn toàn là bằng tay, thủ công. Đó là mọi người sẽ nhận chuyển khoản của các bạn mua này, sau đó thì dựa vào phần nội dung chuyển khoản thì chúng ta sẽ có thể check xem là người bán của chúng ta là ai. Sau đó thì mình dựa vào những cái số điện thoại hay là email thì mình sẽ chuyển những sản phẩm của chúng ta đến với tay người dùng qua email hay số điện thoại đó. Đơn giản hơn thì mình khuyến nghị các bạn có thể sử dụng các dịch vụ như là Beacon, nơi sẽ hoàn toàn liệt kê
các dịch vụ rồi là những sản phẩm của chúng ta lên website của họ, và họ sẽ tự động hóa phân phối toàn bộ sản phẩm của chúng ta đến với tay người mua mà chúng ta sẽ không cần phải động tay, động chân làm bất cứ điều gì cả. Đến với bước cuối cùng sẽ là quan hệ khách hàng. Đây sẽ là khi mà chúng ta sẽ cần phải trả lời những câu hỏi là chúng ta sẽ muốn duy trì một mối quan hệ như thế nào với khách hàng, sẽ muốn tương tác, trả lời những câu hỏi, thắc mắc của khách hàng như thế nào. Thông thường thì các doanh nghiệp sẽ có những mối quan hệ như sau. Đầu tiên là hỗ trợ trực tiếp, nơi mà các khách hàng sẽ luôn có được sự truy cập trực tiếp để những nhân viên chăm sóc này, qua tổng đài, qua email hay là qua social media. Hoặc là chúng ta cũng sẽ có những mối quan hệ là tự phục vụ, nơi mà chúng ta sẽ không duy trì bất cứ một mối quan hệ trực tiếp nào với khách hàng, mà mình sẽ tạo ra các phương tiện để giúp khách hàng có thể dễ dàng trả lời và giải đáp những vấn đề của họ. Thì các bạn có thể nghĩ đến là các mục Q&A hay là những mục câu hỏi thường gặp trên website của các công ty, doanh nghiệp hay là của các creator lớn. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ có một mối quan hệ là cộng đồng, nơi mà chúng ta sẽ duy trì các cộng đồng trực tuyến, cho phép những người tham gia có thể trao đổi kiến thức cũng như là giải đáp những thắc mắc, câu hỏi của nhau ngay trong chính cộng đồng này. Và một số cộng đồng mình thấy mọi người thường dùng thì đó có thể là Zalo, Facebook, Discord hay là Telegram. Một số đánh giá cuối cùng về công việc tay trái này thì về tính linh hoạt thì mình sẽ đánh giá ở mức 4/5, khi mà chúng ta có thể làm việc tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào mà chúng ta muốn. Và độ khó để duy trì thì mình sẽ đánh giá ở mức 1/5, bởi vì việc bảo trì sản phẩm của bạn thì sẽ có thể làm một cách hoàn toàn tự động hóa. Nếu các bạn có 15 phút nghỉ giải lao và được chọn thư giãn với việc đọc tiểu thuyết này, nghe podcast hay là xem video trên YouTube, TikTok hoặc Instagram, mình tin chắc rằng là gần 100% chúng ta sẽ đều chọn cách nghỉ ngơi bằng việc xem video. Một kết quả mà cũng đã được kiểm chứng bởi rất nhiều nghiên cứu và khảo sát, bởi các bài đăng video này thì sẽ thường được nhận tương tác cao hơn, hay là những doanh nghiệp mà sử dụng video trong bài post truyền thông của họ thì sẽ thường tạo được doanh thu lớn hơn. Và cũng chính bởi vậy, có thể nói rằng video đang dần thống trị nội dung trong thời đại Internet này, kéo theo đó là nhu cầu ngày càng cao của các video editor. Không chỉ các nhãn hàng hay là thương hiệu lớn, mà kể cả các YouTuber, những người sáng tạo nội dung như mình cũng đều đang có nhu cầu tuyển dụng một bạn editor chất lượng. Và thế nên, thu nhập của các bạn làm video editing cũng rất hấp dẫn, trung bình có thể dao động từ vài trăm nghìn cho đến là vài triệu đồng, thậm chí là cả chục triệu đồng cho một video, tùy thuộc vào độ dài, yêu cầu về hình ảnh và cả độ phức tạp của hiệu ứng. Để đánh giá thêm về các tiêu chí, mức độ phức tạp thì mình sẽ đánh giá ở mức 2/5. Thấp như vậy bởi vì sở dĩ việc bắt đầu học chỉnh sửa video hiện nay thì sẽ khá dễ dàng, ai cũng có thể edit được nhờ vào các phần mềm miễn phí như là CapCut. Và hơn nữa thì để cải thiện kỹ năng, chúng ta cũng có hàng nghìn video hướng dẫn miễn phí trên YouTube cùng với các khóa học trả phí có sẵn trên mạng. Và đây là một số channel mà mình đã dùng rất nhiều để học cách edit trên Final Cut Pro, các bạn có thể tham khảo nhé. Về tiềm năng thu nhập thì mình sẽ đánh giá tiêu chí này ở mức 3/5. Tính linh hoạt thì mình cũng sẽ cho 3/5, vì phần lớn những công việc hiện nay khi làm editor thì rất nhiều doanh nghiệp cũng như công ty đã cho phép các editor được làm việc từ xa, miễn là họ hoàn thành đúng deadline và chất lượng của sản phẩm. Tiếp theo thì về độ khó để duy trì thì mình sẽ đánh giá tiêu chí này ở mức 4/5, bởi trong một môi trường là sáng tác nội dung, khi vận tốc thay đổi thì nhanh như chớp, thì việc theo kịp xu hướng và cập nhật khả năng liên tục sẽ là vô cùng quan trọng. 4. Freelance. Cũng giống như công việc chỉnh sửa video, thực ra bạn cũng có thể lựa chọn làm rất nhiều công việc khác nhau liên quan đến chuyên môn của bạn, như là viết lách này, thiết kế, đồ họa, lập trình, truyền thông, dịch thuật và rất nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng dưới hình thức làm việc là tự do, cung cấp chuyên môn của chúng ta theo dự án hoặc hợp đồng ngắn hạn với nhiều đơn vị và đối tác khác nhau. Trong công việc BA trước đây của mình thì mình cũng đã có rất nhiều anh em đồng nghiệp đã làm freelance cho chính những khách hàng cũ, đặc biệt là những khách hàng nước ngoài. Và những anh em này cũng thành công đàm phán được các dự án với thù lao vô cùng hấp dẫn, lên tới mức là cả chục nghìn đô. Để đánh giá về mức độ phức tạp để bắt đầu thì mình sẽ đánh giá ở mức 2/3/5, khi chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng ngay kiến thức chuyên môn của chúng ta từ công việc chính hiện tại. Và thách thức lớn nhất của công việc này thì sẽ nằm ở việc tìm kiếm và duy trì khách hàng. Để bắt đầu, bạn có thể tận dụng các nền tảng freelance phổ biến như là Upwork, Freelancer, Fiverr hay VLens. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm chính mạng lưới quan hệ của chúng ta trên LinkedIn này, hay là qua chính những khách hàng cũ và người quen, cũng là những nguồn vô cùng hiệu quả để chúng ta có thể mở rộng cơ hội công việc của chúng ta. 2 là về tiềm năng thu nhập, thì mình sẽ đánh giá tiêu chí này ở mức 3/5, tùy thuộc vào những job mà bạn có thể deal được với khách hàng của bạn, cũng như là bề dày kinh nghiệm mà bạn có thể để trên CV khi đàm phán với đối tác của mình. Về tính linh hoạt thì mình sẽ đánh giá tiêu chí này ở mức 3/5, còn về độ khó để duy trì thì mình sẽ đánh giá ở mức 4/5, bởi cũng giống như việc đi làm vậy, chúng ta cũng sẽ cần phải đánh đổi thời gian và công sức
để làm công việc freelance này. 5. Khóa học online. Đây có thể xem là một công việc kết hợp hoàn hảo giữa việc dạy học gia sư và kinh doanh sản phẩm số. Tiếp tục thì với thang đo đánh giá mức độ của các tiêu chí thì mình sẽ bắt đầu với mức độ phức tạp, thì mình sẽ đánh giá ở mức 2/5. Bởi vì nếu bạn đã có kiến thức chuyên môn vững vàng về môn học mà bạn muốn giảng dạy thì việc bắt đầu sẽ khá đơn giản. Tuy nhiên thì bạn cũng sẽ cần phải rèn luyện thêm các kỹ năng như là nói trước đám đông này, nói trước camera hay là kỹ năng chỉnh sửa video cơ bản để đảm bảo khóa học của mình có chất lượng tốt. Về tiềm năng thu nhập thì mình sẽ đánh giá tiêu chí này ở mức 4/5, bởi cũng đã có rất nhiều ví dụ thành công, chẳng hạn như chú Hiếu TV với khóa học đầu tư chứng khoán của mình thì sau 2-3 năm, mặc dù mình không có thông tin chính xác nhưng cũng được đồn đoán là khóa học của chú cũng đã tạo ra doanh thu ước tính lên tới cả chục tỷ cho tới là cả trăm tỷ đồng. Về tính linh hoạt thì đây sẽ là công việc mang lại sự linh hoạt rất cao, cho phép chúng ta có thể làm việc tại bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào mà chúng ta muốn. Còn về độ khó để duy trì, mình sẽ đánh giá ở mức 2/5. Cũng giống như là kinh doanh sản phẩm số vậy, thì chúng ta cũng sẽ hoàn toàn có thể tự động hóa được việc duy trì khóa học. Tuy nhiên thì khi dạy học thì mình cũng sẽ cần phải dành thêm chút thời gian nữa để giải đáp những thắc mắc, câu hỏi và hỗ trợ cho học viên. Và đó là 5 công việc tay trái mà các bạn trẻ có thể thực hiện ngay tại nhà để kiếm thêm thu nhập online. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp các bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp và bắt đầu hành trình của mình. Và nếu các bạn cũng có những công việc tay trái hay cơ hội nghề nghiệp thú vị nào khác, đừng quên ngần ngại comment xuống dưới phần bình luận để mọi người cùng biết và thảo luận nhé. Ngoài ra, đừng quên để lại một like và subscribe để ủng hộ mình có thể làm được thêm nhiều video về productivity, về tài chính cá nhân và về những chủ đề liên quan đến tiền các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.